kiến thưa quý vị, đối á sẽ là Otis Nhật Trường và Hoàng Yên GP Trang Hí. Xin mời. Xin chào. Hình như tôi nhớ là có một sự thay đổi nào đó ở trong đội của mình phải không ạ? Lần trước thì anh thấy em xuất hiện cùng với cả anh Tăng Phúc và chị Kiều Trinh. Nhưng lần này thì chúng ta có hai sự xuất hiện mới. Lý do vì sao thì mọi người có thể chia sẻ được không ạ? Em nghe nói là đợt trước tham gia là phải thắng rồi mới được vô vòng tiếp. Nhưng mà em không biết vì lý do gì đó mà em lại được xuất hiện ở cái vòng bán kết này. Là do mình đẹp trai. Wow. Dạ. Còn bên đây là do mình lạ. Không phải anh. Anh biết trong một xóm luôn có một những cái đứa trẻ mà được chơi ăn chè anh. Thì chơi ăn chè là những cái thành viên mà kiểu không làm gì á, nhưng mà thấy tội tội quá cho vô á, thì em là cái nhóm được chơi ăn chè anh. Thì em nghĩ vậy. À, chơi ăn chè hả? Dạ chơi và được bưng vô chơi vậy thôi chứ không biết thắng thua. Thôi kệ. Mỗi sự xuất hiện đều có một lý do. Nói chung là lần trước là em nói thiệt luôn là em lên đây gọi là em bứng loạn. Em không giữ được bình tĩnh, như hôm nay em đang ráng rất là phải bình tĩnh và điềm đạm để khi mà em vô đó em có thể trả lời được rất là nhiều câu hỏi và kiếm được một chút chi phí để mà mình đi chơi. Đây cũng hợp lý. Dạ thế đấy. Thế đấy. Vâng, đội thế em à. Thế đấy. Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành được cái mục tiêu đề ra. Dạ. Mời vào vị trí A. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo rất là lanh lợi, bao gồm Will, Kajun và Lily, xin mời. Ngày hôm nay chúng ta đã chuẩn bị gì cho sự trở lại này? Kính thưa mọi người, thì ngày hôm nay đội tụi em đến đây với một phương châm là không gáy sớm. Những lần trước gáy hơi sớm là cũng về sớm. Nên lần này là cứ bình thản và tự tin thôi. Đúng rồi, chuyện gì tới nó sẽ tới. Thì cái rằng hôm nay như nào? Dạ, em thì cố gắng bình tĩnh và giữ mọi thứ thật tĩnh tâm để trả lời hết những câu hỏi. Học hủ quá, nhìn định quá vậy ta. Năng lượng tĩnh quá à. Mấy đứa hình như mới đi một cái khóa gì về phải không? Hôm nay chơi quá chữa lành. Đi làm mai. Đi healing rồi đó. Tại vì mỗi lần mà lên ghế đó là anh hỏi gì là ít khi nào mà nghe rõ lắm. Tại vì mình run lắm, nên là phải đi một khóa chữa lành thì em nghĩ là sẽ bình tĩnh hơn. Thì cũng chúc cho các bạn sẽ có nhiều cái năng lượng cho buổi tối ngày hôm nay, giành chiến thắng, bước vào vòng chung kết. Xin mời vào vị trí B. Chúng ta sẽ nói đôi lời về luật chơi vẫn như cũ thôi. Dạ. Cũng lên xuống rồi lên xuống vậy thôi. Vâng. Mà quan trọng nhất vẫn là lên liên tiếp. Chị sợ lo em hơi lo cho Otis. Otis hả? Không có gì phải lo cho em hết. Em bây giờ khác rồi. Em bây giờ có một em bây giờ khác rồi. Thật sự khác chưa? Em bây giờ là một người đàn ông rất điềm đạm và khi mà trả lời một cái gì đó là nó phải chính xác. Hồi trước có kiểu như là giật lên giật xuống vậy đó. Thật sự ổn định chưa? Dạ thật sự ổn rồi ạ. Vậy thì nhân dịp em ổn định thì chị muốn là chúc em đạt được 10 câu. Em cái người chị rất mà nhiều. Đặt được 10 câu duy nhất lần một người thôi là lãnh được 20 triệu. Dạ, em có nghe, em có nghe. Em có nghe. Nhưng hai người được thì sao chị? Không, chỉ có người đầu tiên thôi. Chỉ có người đầu tiên thôi. Ê, quê đâu? Dạ, quê Quận Ngựa. Ê, chỗ mua. Con đi lâu lắm rồi nhưng mà trong giấy khai sinh của con thì ở Bình Hòa. Khai sinh của con thì ở Bình Hòa, Bình Sơn. Con đi lâu lắm rồi. Dạ. Mẹ con gửi con khắp nơi. Lúc mà đẻ ra thì đẻ ở... mẹ con gửi con khắp nơi là sao? Cháu nghĩa là đẻ ra nguyên quán là ở Nguyễn Quảng Ngãi, nhưng mà đẻ ra ở Hàm Tân nhưng mà sống ở Đồng Nai, xong rồi lên Long Khánh, cái cuối cùng mà khoảng thời gian học cấp 3 là ở Phan Thiết. Sau đó là cho nên là nó rất là nhiều nơi, cho nên con cũng cái Quảng Ngãi cũng... Dạ. Quảng Ngãi, Đồng Nai, Hàm Tân, Long Khánh, Phan Thiết. Dạ Quảng đúng rồi. Đồng Nai, Hàm Tân. Gia đình mình thích xê dịch hả? Dạ không, chắc là cái nhân sinh của con. Trời ơi. Trời ơi, mời thầy men kia đi chứ lại cái căng này sao vậy? Không nha, những cái bạn mà đi liên tục vậy là kiến thức về địa lý và về nhân sinh học. Văn hóa, không có liên quan. Thưa các bạn thân mến, ở đầu mỗi chương trình như này chúng tôi luôn có những cái phần thử thách nhỏ nhỏ, tạo ra tiếng cười, có khi là kể chuyện vui, có khi là diễn tiểu phẩm, có khi là ca hát, có khi là thả thính. Đó, thì giờ hai đội sẽ chọn một phương thức để mình tạo cái khởi đầu cho nó
diễn viên nè, nổi tiếng lắm nè. Đúng rồi. Ôi trời ơi, ôi bên này toàn diễn viên. Diễn viên nổi tiếng mà 4 năm rồi chưa đi đóng phim lại luôn á. 4 năm rồi chưa đi đóng phim lại luôn á. Ủa nghe nói sắp ra bài mà. Bên này 3 diễn viên luôn đó. Có, đúng rồi, em sắp ra bài mới. Vậy hát luôn. Hát luôn đi. Hát luôn à? Mình lên sân khấu nhảy luôn cùng em đó. Quá dữ vậy. Có đầu tư. Trời ơi. Có đầu tư. Và sau đây sẽ là một bài hát mới của Hoàng Yến Chibi được mang tên Diệt. Nhưng mà hát chay thì em cũng không biết là nó có hay như là mọi người nghe bản official không nữa. Nhưng mà bây giờ em sẽ... Mọi người vỗ tay thôi em. Em cảm ơn ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Ok. Rồi. Sẵn sàng ạ. 2, 3. Nhìn anh thì cũng duyệt, cao to thơm tho xinh tươi, nên nhìn anh thì cũng duyệt, trông anh như trai đôi mươi, nếu là thật thì quá tuyệt. Sẽ tuyệt vời nhảy bạn, theo anh. Sẽ tuyệt vời hơn nếu mình hát nốt. Sẽ tuyệt vời hơn nếu mình sẽ tuyệt vời hơn nếu mình sẽ tuyệt vời hơn nếu mình ôi em xin lỗi nha, tí ơi, cái này là tại vì là vừa mới tập xong nên là hơi bắt hồi nãy em tưởng là mình sẽ có âm nhạc lên rồi mình quá tuyệt vời, âm nhạc ca hát hợp lý cho dữ á. Tuyệt vời, nãy giờ bị ám ảnh luôn mọi người. Mình thôi đi xuống đi được rồi đó, chứ mất mặt quá lâu rồi. Như vậy là phần tam ca vừa rồi không thành công ha. Ô tiếc. Dạ. Bây giờ mình sẽ lấy lại một cái gọi là cái gương mặt cho đội mình nè. Dạ. Kể một câu chuyện vui. Thật là lấy lại không anh? Thật là lấy lại không? Thôi. Cứ kể. Nè tên anh không? Riêng em chỉ cần kể một câu chuyện là tự động sẽ vui. Không, anh Giang đó đúng rồi. Anh Giang nhìn ai là biết kể chuyện sẽ em vui thử, đó. Để em thử coi. À. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Kể Chuyện Vui Mỗi Ngày. Và tôi là Otis. Tuần trước thì tôi đã kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui rồi. Và tuần này thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui hơn nữa. Đó là về một cậu bé. Bắt đầu vui đó. Một ngày nọ, cậu tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Và ở vòng cái chương trình đầu tiên thì cậu không trả lời được nhiều lắm. Nhưng vì cơ duyên nào đó thì đến ngày hôm nay cậu được vào chương trình vòng bán kết. Và gặp được một bậc tiền bối kêu cậu ấy kể một câu chuyện vui. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Trời ơi, trời ơi, anh ơi, kết tính. Trời ơi. Ôi, em biết tập nha. Quá, tài ác quá. Tài ác quá. Vậy kể chuyện vui thì chỉ có mình Otis vui thôi, ngoài ra là chưa chắc vui. Em không vui hả? Anh vui không anh? Anh vui chỗ nào chỉ em với. Đẹp trai là vui hết á. Đẹp trai là vui hết á. Đẹp trai là, vui đúng không? Đẹp trai là vui hết. Đâu, Will, cái chuyện vui Will. Vậy rồi. Áp lực lắm. Anh ơi, cái lúc mà anh kêu bên đây kể chuyện á, là tim em là tim không ý kiến luôn. Để cho qua rồi. Đẹp trai là auto vui. Không, đối với em bé này, em với bé này là bạo lực với nhau lắm. Thôi bây giờ cây trần em đếm 1, 2, 3, 4 coi. Đếm đi anh. Đếm 1, 2, 3, 4 coi. 1, 2, 3, 4. Vui không? Vui không? Trời ơi. Trời ơi. Trời. Dạ nhưng mà em được nghe sớm hơn. Kể chưa? Em sẽ không chọn người khác. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Nhưng mà câu chuyện đó là bữa sau đừng kể đâu nữa nha. Dạ. Kể một chỗ này thôi. Dạ dạ. Bây giờ hỏi thật ha, mình đã có một nửa kia chưa? Con có bạn gái rồi. Có bạn gái luôn hả? Dạ, dạ luôn. Trời ơi, đình đám luôn. Trời dễ thương lắm anh. Mình là người, dĩ nhiên là mình phải người ngỏ lời trước đúng không? Dạ dạ, bạn gái em là người tỏ tình em. Wow. Táo bạo. Ôi, mất cỡ. Là cô ấy tỏ tình luôn. Dạ, bạn ấy tỏ tình. Vậy là cô anh thích vậy đúng không? Ai tỏ tình là anh thích đúng không? Rồi, bây giờ vậy nè, bây giờ vậy. Hãy nhìn Trang Hí và bắt đầu nói những lời mật ngọt. Ok, nói những lời mật ngọt. Vô. Trang à. Anh kêu em hả? Trời. Rồi, rồi, cảm ơn. Trời ơi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chú Giang ơi, chú Giang được kêu ông làm cái gì nữa được không? Anh làm vậy là không công bằng rồi. Sao vậy? Anh tiêu hao năng lượng của tụi em đang rất tập trung. Anh làm em văng ra hết rồi. Em không thể làm gì khác. Thì sao? Nếu hôm nay em thua là tại anh Giang. Mọi người phải cho em một phiếu ăn chè. Phiếu ăn chè là cái gì? Phiếu ăn chè là lên trả lời thua nhưng mà không có giật xuống. Ê, tụi ta lụm cái coi. Có gì đó có dưới không ta? Không sao, không sao. Rồi, mình cảm nhau được rồi. Mình cảm nhau được. Cảm ơn các bạn.
Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Bây giờ lượt đầu tiên sẽ là Hoàng MCB và thôi đi anh cho. Anh đây hả? Will hỏi anh. Will lên. Xin mời. Số 6. 6 câu hả chú? 6 câu. Yên tâm đi. Chắc con không tới 4 câu đâu. Sống rồi phải tự tin. Sợ quá. Sợ quá. Không có gì sợ cả. Còn đau khổ nhiều lắm ở phía trước. Nhưng mà con sẽ cố gắng. Cố gắng nha. Dạ. Lên. Em là do tên Diệu. Là cái Diệu đó là Diệu Dạ, Diệu Hiền á chị. Diệu Hiền đúng không? Cho nên em thấy em rất, chị thấy rất là em rất là dịu luôn á. Dạ, cảm ơn chị. Bình thường á là em từ nhỏ là em cái tính em là nó cứ hướng nội nặng. Hướng nội nặng là sao? Hướng nội là hướng nội, hướng ngoài là hướng ngoại. Có hướng nội nặng á mọi người. Ồ, tại vì em bé có vẻ là giống như hướng nội rất là nặng á. Hướng nội nặng. em thì hướng nội từ nhỏ nhưng mà tại vì nếu mà gặp bạn thân thì cũng nói chuyện cũng bình thường cũng được. Dạ, cũng được. À, với người lạ thì em ít nói. Dạ. Ông tại vì chị cũng hướng nội nhưng mà người ta không biết chị hướng nội. Chị là ở quận nhất đó, chị là dạng hướng nội thành đó chị. À thôi, bây giờ em sẵn sàng chưa? Dạ chưa. Chưa. Dạ, chị có thể trò chuyện với em cho em đỡ run. Đỡ run mà. Bây giờ vậy thì em tặng bài hát đi. Chị Harry có từng nghe cái bài Thuyền Viên chưa? Hát đi bé, hát đi. Rộng ngàn thiên lý tiếng người đi, mây nước u buồn ngày biệt ly, khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đỏ sáng nhang. Áo mới em cài màu hoa cưới, xanh bước bên người cùng duyên mới, nâng chén tiêu sầu khai một cung đàn từ biệt nhau. Nghe ngọt, ngọt sát luôn á. Dạ yeah, chị. Ghê thật. Trời ơi, sao khi nghe em hát xong chị còn nổi da gà, chị không có bình tĩnh được luôn á. Tụi tôi ở đây nghe hai người nói chuyện tôi cũng nổi da gà đâu. À, lần thứ hai em tham gia mà em có duyên với chị Harry là chị Harry cũng đọc cho em lần trước cũng vậy. Lúc đó em trả lời được không? Dạ, tới câu 7. Câu 7 luôn? Lần này em mong là hai chị em mình sẽ làm lên thành tích. Ok, tiếp tục nào. Ok. Những người hướng nội gặp nhau. Kính thưa quý vị, Diệu Kiên đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cầu gì ở thành phố Hồ Chí Minh có tên đẹp như hoa? Cầu hoa là cầu bông, hoa là bông. Dạ. À. Kể tên ba loại quả bắt đầu bằng chữ B. Quả bưởi, quả bơ, bình bát. Chính xác. Địa danh gành đá đĩa thuộc tỉnh nào sau đây? Bình Định, Phú Yên, Thanh Hóa. Gành đá đĩa. Gành đá đĩa là ở Phú Yên à? Hay chị quá. Con vật nào không thích trải chiếu? Đố vui. Dạ con cuốn chiếu ạ. Chính xác. Thư mặc áo có in hình bốn con khỉ. Hỏi thư mặc loại áo gì? Thư mặc áo có in hình bốn con khỉ. Vốn là tứ khỉ là thân. Áo tứ thân ạ. Chính xác. Hay quá trời. Hay quá. Nhanh quá anh nữa. Rồi, đố chữ. Cây gì ăn được mà không trồng được? Cây gì ăn được mà không trồng được? Cây... Con nít trả lời được đó. Ăn được. Hả? Cây gì? Con nít thì trả lời được. Con nít trả lời được. Cây kem. Chính xác. Ê, bạn rồi đó. Bạn rồi đấy. Bạn rồi đó. Trời, đúng là nhanh như chớp thiệt đó em. Chị ơi. Ở đất nước Cuba có một ngôi làng mang tên tỉnh nào của Việt Nam? Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau. Để ông bà gánh nha. Ông bà thấy anh khúc này thương quá bà nội ơi. Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau hả chị? Nhắc bà nhắc, ai nhắc rồi nha. Con năng như thế này. Nhắc là không có, nhắc là loại liền. Được rồi, không nhắc. Em đoán đại là Bến Tre đi. Chính xác. Không có nhắc thiệt. Không có nhắc.
em không nghĩ không nhắc, không nhắc. Em cứ nghĩ là bến Tre nhắc làm sao luôn. Trời ơi, chú bến Tre nhắc làm sao luôn. Em đoán đại luôn. Này gọi là thời tới cảm nội. Thời tới cảm nội. Đố chữ, hoa gì có chứa nhiều nước ngọt? Nước ngọt. Đúng rồi. Hoa gì có chứa nhiều nước ngọt? Có liên quan đến bài hát của mình không ta? À, đường là ngọt rồi. À, hoa hải đường ạ. À. Yeah. Đó, chính xác. Ai bây giờ vậy nè, bây giờ chỉ còn hai câu nữa thôi, các bạn im lặng ha, im lặng đừng có la ha, để coi thời gian có kịp hay không và trả lời được hay không nha. Đây là đố chữ, tà gì chủ yếu dành cho đàn ông? Cá vạc ạ. Chính xác. Wow. Đi lại, đã dặn đừng có la rồi, hết giờ đừng có la. Một câu nữa thôi. Khoan, để tôi hỗ trợ nha, tôi hỗ trợ cái câu đọc. Câu dễ thôi. Trời ơi là trời, câu này rất dễ nha, hoa gì nghe tiếng sợ ghê. Nghe cái tiếng của nó là sợ lắm. Nghe tiếng là rất sợ. Hoa sốt. Đổi hoa sốt. Thưa quý vị thân mến, đã lâu lắm rồi, và đặc biệt là ở mùa này luôn, bao nhiêu chục số trôi qua rồi chưa có ai chạm tay được vào 20 triệu đồng của chúng tôi giải cá nhân. Lâu lắm rồi, 20 triệu chúng tôi vẫn để ở phòng của ban tổ chức và không khóa cho đến tận ngày hôm nay. Chúng tôi đã chờ đợi cô ấy xuất hiện, đó chính là Diệu Kiên 20 triệu. Hướng nội nặng anh. Hướng nội đó. Cô này không phải là hướng nội, đúng hướng nội. Cái xác thường để trong nhà, cô này chính là người hướng nội. Kiên ơi, gia đình tự hào vì em. Chỉ tôi cái gì? Như vậy là Diệu Kiên đã đúng đáp án liên tiếp 10 câu. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ Trần Phan Quốc Bảo. Dạ, Quốc Bảo miền Tây xin kính chào bà con. Mời Trần Phan Quốc Bảo, chỉ có con số 2 thôi. Quá đơn giản. Ai dạ. Lên. Ôi, vậy là em chỉ cần số 3. Ủa? Đi đâu hả? Ủa? Ủa? Mình trả lời đâu, mình đi đâu nữa. Chưa có thua hiểu rồi. Rối loạn rồi. Nói nghe nè, đi dùng bữa tối hả? Cái đó đi nhà hàng hả? Ủa không phải hả? Ủa làm gì vậy? Bibi. Sao vậy? Em thấy có miếng vải đây, em tưởng đâu là... Nó như một thói quen vậy. Không cần hả chị? Không cần. Dạ, để em làm cái gì gây an toàn hả? Bèo. Dạ, xích bèo đàng hoàng. Dạ, mình phải an toàn chứ chị. Nhìn có vẻ rất an toàn nha. Là bây giờ em cần 3 câu. Là 3 câu. Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là em có thắng được 3 câu không? Lần trước thì em hình như em nhớ là cũng 7-8 câu á. Lần trước dạ. Đó là lần trước. Lần này dễ lần hơn khác chứ. Lần này dễ hơn hả dạ? Lần này tại vì chị để ý nha, là lần này có vẻ là hai người hơi bị căng thẳng so với trước đây đó. À. Không, coi như là thôi, coi như hơn xui đi. Dạ, hơn xui. Thắng được dạ. Thì thắng, dạ. Không được thì thôi. Dạ, không sao. Đúng rồi. Không thắng thì mình thua thôi, cái gì đâu. Đúng rồi, dạ. Cái gì đâu. Dạ, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, mình đi thôi. Kính thưa quý vị, Bibi đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Thám tử Sherlock Holmes hay dùng kính gì? Kính lúp. Chính xác. Trời dạ ơi, cái này nhớ, cái này có coi phim là được. Dạ. Cái này vẫn được. Dạ. Đố chữ, bơ gì không ăn được? Bơ vơ hả chị? Bơ. Chính xác. Dạ. Dễ. À, bằng rồi, anh bằng em rồi. Em hết rồi. À, ủa chị. Đây là đố địa danh. Địa danh. Đúng. Mà chị cũng không biết. Bây giờ câu hỏi, eo gì ai cũng muốn check in khi đến Bình Định? Hình eo. Đúng một câu thôi. Eo gió thì phải. Ôi. Em nhớ là eo gió. Đó ban chốt. Eo gió. Chính xác. Dạ. Ba câu rồi. Và đây là đố chữ, eo gì bị hư thiêu? Eo bị hư thiêu hả chị? Đúng. Người Bắc ta. Eo ôi. Chính xác. À, em có kiến thức chị ơi. Em có kiến thức rồi. Em chứng minh được rồi. Rồi, đố chữ, eo gì thích nhảy?
eo gì thích nhảy? Rồi này xuống được rồi. Khó rồi, khó luôn chứ. Eo thích nhảy hả ta? Eo thích nhảy. Hầu như không ai biết đáp án này. Eo thích nhảy, nó lái hả ta? Eo thích nhảy. Nè cái eo này nè, liên quan đến một con vật. Eo thích nhảy. Vì cái từ thì ít dùng á. Ít dùng lắm, không ai dùng luôn á. Nhưng mà có một cái từ thì hay dùng ở một chỗ mà mấy bạn không nhớ. Lát sau khi trả lời sẽ nhắc cho. Thật ra khi mà người ta biết đáp án, người ta cũng không biết tại sao đáp án này đó. Eo lắc hả ta? À Harry không hiểu à? Em không hiểu, em thêm hai bạn cũng có vẻ em không, cũng hiểu luôn. Rồi lát chị cho. Dạ. Eo mà thích nhảy. Thích nhảy. Nhảy nhót này kia hả chị? Eo nhót hả? Gì kỳ ta, cái từ gì mà lạ vậy ta em? Thì nói đại đi. Ờ, đại đại anh à. Tiết kiệm thời gian. Thôi eo nhảy đi chị ơi. Rồi không chính xác. Đó là eo S. Ủa? Có nghĩa là gì? Con S nó có cái phần đầu, phần mình và phần chân. Chân nó đặc biệt to đúng không? Bởi vì nó hay nhảy đúng không? Thì eo S là gì? Con S nó có cái eo rất là nhỏ. Kế hai phần chân á, thì trong con người mình á, nó có phần eo. Phần eo này á, cái phần mà gọi là thắt thắt dây địch á, là người phụ nữ chuyên gia đặc biệt là hay tập cho nó vòng eo nhỏ, thiệt nhỏ. Thì người ta so sánh với con S bởi vì S vòng eo nó rất nhỏ. Mà cái từ này hay dùng là hồi xưa mà đi xe máy á, ôm eo S á. Có, nhớ rồi. À, là ôm ngay cái thắt lưng á. Nhưng mà mình sẽ không có nghĩ tới, cái đó. Rồi, tiếp theo. Tốc độ quy định tối đa của một vận động viên trong cuộc thi chạy marathon là bao nhiêu? Chạy bộ á. Độ tối đa hả? Đúng rồi. Là mình tính km trên giờ này kia hả chị? À, đúng không? Tính. Tốc độ tối đa hả? Ừ, tính như đi cao tốc Long Thành Dầu Dây vậy đó. 120. Không anh ơi, 120 là quá anh ơi. 120 là chạy cái xe qua máy rồi. Chạy cái đó là chạy xe máy luôn rồi. Vậy là em nghĩ là con người chạy được tốc độ cao nhất là bao nhiêu? Em đoán thôi nha, em đoán là tầm 80. Tầm 80. Bà gắn mô tô cho người hả? Em chơi mô tô hay là em chơi... Dạ, ủa cao quá hả ta? Anh ơi, con người nha. Mình đang hỏi con người hả? Quy định tốc độ tối đa của một vận động viên chơi marathon là bao nhiêu? Marathon mà động viên quy định tốc độ tối đa. Nhưng nếu mà mọi người nói vậy thì em giảm xuống 8 cây số không ta? 8 cây số trên giờ không ta? Tối đa mà. Tối đa hả? 20 đi. 20, dạ, đáp án là 20. Em ra giá là 20. Bà em có nghĩ là đây là chính xác không? Khoan chị ơi. Ừ. Ý em bị lộn rồi. Cái nếu gì? Mà 20 cây số trên một giờ. Ồ. Là phải tốc độ nhanh lắm. Đúng em... không ta? Đúng. Vợ tôi chạy là 21 mà tới 2 tiếng đồng hồ lần đó. Wow. Em bị rối rồi. Anh trả lời đại đi. Em bình thường em chạy là em biết bao nhiêu vậy? Em không có tính cái đó luôn. Em không chỉ, tính luôn. Em cũng, nếu mà bình thường em chạy thì em chỉ nghĩ là tốc độ của em là... Trong môn chạy bộ tôi gọi là bay á. Tại vì em chạy bộ không? Chạy rất nhưng... Em chạy cái máy đi bộ mà. Ồ, máy đi bộ thì em bình thường ra tốc độ nhiều. Em cũng không để ý luôn. Không để ý luôn. Em đi cái calo em đốt thôi rồi. Em ơi, em phải chạy như người ta mới biết đáp án này. Là có nghĩa là trong một tiếng mình phải chạy. Không, nếu vậy thì quá nhiều. Nhiều. 10 thôi. 10 thôi. Chốt 10 thôi. Ok, chốt 10. Dạ. Không chính xác. Đâu có tốc độ tối đa đâu. Muốn chạy như chạy. Chị dẫn dắt em. Chị dắt em đi quá đặt rồi. Đặt câu hỏi thôi, em tự dẫn dắt thôi. Dạ. Đây. Rồi, đây là đố chữ. Loài côn trùng nào có tên nghe rất chua? Rất chua hả chị? Loài côn trùng. Côn trùng. Con gì ta? Nghe tên là rất là chua nè. Là bình thường chua là... À, con dắt hả? Con dắt là con gì? Ủa, quên em lộn, em lộn. Con dắt là con dắt. Ủa em ơi, em ăn con dắt rồi hả? Cái tên mà, nghe cái tên mà. Ê, nhóm hài nói là chắc là dắt chanh. À, con cam. Cam. Con cam. Đúng không ta? Cam cũng chua mà. Đúng rồi. Cam cũng chua mà, chua lè luôn. Chua lè. Có cam chua, em ăn cam lúc nào cũng chua chua. Ừ. Dạ, ăn cam ngọt chua lè. Trả lời đi, hết giờ rồi. Con gì mà tức kìa. Em là người nấu ăn mà em vậy là dở nha. Trời ơi, em tức quá. Con gì ta? Con ăn lẩu. Gia vị nào mang tính chua? Ăn lẩu á. Cái gì chua? Em ăn cái lẩu gì mà nó chua chua nào á? Sườn sụn á. Mè, giấm hả? Con giấm. Trời ơi. Trời ơi, mấy này làm cái loạn hết trơn rồi. Đáp án là rùi giấm. Rùi giấm là mấy người. Kêu tôi cái gì? Tuy BB cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà dù sao giành được chiến thắng rồi. BB đặt được 4 câu đáp án.
Dạ, cảm ơn chị. VEON phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.